Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sang Ma TV cả nhà. Thưa người thì hôm nay mình tiếp tục trở lại miếu ông già để tiếp tục khuyên nhủ cái đôi vợ chồng cái ông bà áo đỏ áo trắng cả nhà. Trở lần trước thì mình đến đây thì cũng gặp hai ông bà. Nhưng mà hai ông bà này được biết hiện tại giờ đang làm việc cái ma dương cái gì đó. Cái hôm mà mình gặp hai chồng ông bà kia bên nhà kia bao nhiêu hình như là chưa có làm gì cho ma dương, và từ khi mà hai ông bà ta trở về phía vực bên đây cái đầu là làm gì cho ma dương luôn à. Để cái khu vực này hình như là ma dương đã nắm hết trơn rồi, và hầu như vong linh là đến đây á thì nó cũng giống như nó khuyên nó hoặc là nó dụ dỗ làm sao đó, mà vong quỷ nào cũng muốn làm gì cho nó. Mình không biết là mấy cái ông bà này được cái lợi ích gì từ ma dương quỷ chúa thiên ma mà miễn xuất hiện là rồi bữa giờ bữa sau là nghe biết được nói là biết là làm gì cho ma dương quỷ chúa hoặc là thiên ma cái nha. Thì hôm nay trở lại thì hôm trước mình cũng cúng kiến, nói chung hai ông bà này thật sự thì tí cũng đôi lúc có dữ đó, nhưng mà mình thấy là cũng không đến nỗi mức độ mà hại người, chủ yếu là kiểu nghe lời làm việc cái thôi, chứ thật sự mình thấy không phải là cố ý đâu cả nhà đó. Hay hoặc là có cái lòng ác cái tánh ác đâu, mình thấy có vẻ như là có thể giáo hóa vào khuyên nhủ hai chồng ông ta được đó. Thì hôm nay trở lại cả nhà thì cũng muốn biết là cái thiên ma đó có đến đây làm cái gì hay không, hoặc là ma dương có đến đây làm hay không cả nhà. Thì mình nói chung đó thì khi mà mình gặp cái vong nào ở đâu á cái nha thì mình sẽ cố gắng trở lại thường thường để giúp cho họ đồ cúng kiến thứ nhất, thứ hai nữa là giống như là mình đến mình gặp mặt thường thường để giống như là mình làm bạn với họ để họ có thiện cảm với mình và mình có thể giúp đỡ cho họ, họ có thể nghe lời mình nói á. Thì cái nhà ấy thì bây giờ thì mình cũng thấy trời cũng sắp tối rồi cả nhà, thì bây giờ mình cũng không nghe dòng nữa, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và xem thử cái hôm nay có khuyên được hai chồng cái ông trắng bà đỏ này không, được hay không cả nhà. Thì ok đi thôi cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Bữa nay không biết là ai vào đốn hết trơn cái nhánh cây này cả nhà, thấy không, đốn hết trơn cái nhánh cây đó xuống lỏng như đây, thấy âm u quá đốn bớt hay sao. Hoa dầm này không thấy ta, cái đấu này ra ngoài đây hay không, cái thằng kia mà làm gì còn đó là bơi xuồng mày cái gì mày bớt khùng đi, bữa nay mày làm gì có mình vậy, vợ mày đâu, vợ mày mà mày không biết,
Ai bắt vợ mày? Vợ mày giữ như quỷ ai bắt? Tự nhiên cái hôm nay ngồi mua xuồng mày tính cắp xuồng ta hay vậy? Sao? Xuồng của mày mới chịu à. Vợ mày đâu? Nghe nhức đầu quá. Tao không biết, nó từ tối nó đi mất tiêu rồi. Từ đêm qua giờ nó tiêu hả? Dần thiên ma bắt vợ mang thịt rồi đó. Tao buồn quá. Rồi mới đây làm gì? Chơi làm gì đâu, Ngồi đi chơi má, ma cũng chơi nữa. đi Kìa chơi rồi à, rồi à mày kìa, mày tới tháng cái gì kìa, tôi thấy cái áo mày dính máu kìa, cái chân cái chỗ bụng chữ quy của mày đó đó, rõ ràng không? vừa tao ăn quá nhiều chảy máu. Rồi mày ở đây, vợ mày ở đâu mày không biết? Nó đi công chuyện cái nó đi mất tiêu. Đi công chuyện hả? Hay là con vợ mày làm việc ở thiên ma rồi? Không biết không? Không biết. Mà tao hỏi mày nè, con vợ mày nó có khả năng giả dạng ra giống này giống kia không? Khó hả? Ê, đêm qua đệ tử tao nó dắt một con nhỏ, nó dắt một con bé ở đâu có ngoài đồng vô mày, mà hình dạng thì không phải vợ mày mà một đứa bé gái. Đôi khi tao nghĩ đó là vợ mày á, mà đôi khi nó giả dạng ra để nó tiếp cận tao hay sao đó, mà nó làm bộ lừa Thí An là nó là đứa bé 15 tuổi chết 3 năm rồi. 3 năm Ừ, vả gì mày vả sao biết được, tao đang điều tra nè, có phải là Thí An lộc, có là thiên ma đang dụ dỗ Thí An hay không, làm bộ nó làm tao vợ mày biến thành một cái vong cô gái đó, là từ đêm qua đó. Mà hiện tại giờ tao đang phong ấn cái vong của bà đó, con cô gái đó, với lại Thí An ở trong ngôi nhà rồi. Mà giờ là không biết là ở trong nhà thế nào nữa. Thì bây giờ vợ mày thì bây giờ không biết là bị quỷ chú ăn thịt hay chưa. Thì giờ mày thì ở đây một mình thì biết đâu là vợ mày bị ăn thịt rồi, bây giờ mày theo tao đi thoát đi. Rồi khi nào vợ mày còn sống á, còn còn chưa bị ăn thịt thì tao sẽ giúp cho vợ mày sau. Mày chịu không? Mày đi lần này thứ hai nha mày. Lần này tao không gặp mặt mày đâu á. Lần trước mà gặp mày bên kia một lần rồi là Thí An đưa đi thoát rồi mà không phải Thí An, hôm đó là Thiên Ma chứ không phải Thí An. Đó, hôm nay tao đưa mày thoát là tao hy vọng là mày sẽ không bao giờ gặp mặt tao nữa. Chúng tao cúng kiến lại hưởng cúng rồi tao đưa đi thoát nha. Nhức đầu quá. Thôi cái giờ ơi. Cái ông này á, ổng bị vợ bỏ rồi. Mà bà vợ ông này đi từ tối hôm qua, mà gắt trùng hợp là đêm hôm qua là Thí An nó dẫn một cô bé là nói là 15 tuổi đó, là chết 3 năm đó, là ngoài đồng vô đó. Thì mình không biết á, là có phải là cái bà này bà giả dạng hay không, thì chắc lẽ mình sẽ về mà điều tra lại mới được. Thay vì đôi khi mình nghĩ là thiên ma hay ma dương gì nọ, nó làm bộ nó kêu sai khiến vong linh quỷ dữ nào đó
giả hành một cái bông nữa tội nghiệp này nọ cho tiếp cận mình với Thúy An nữa nha. Thì mình cũng đang có một sự phong bị rất là cao, tại vì mình chưa muốn giúp cho cái bà con nhỏ liền, là mình chưa tin tưởng nên mình chưa giúp. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ cúng kiến thì để cho ông này đánh hưởng và giúp này thoát trước. Còn cái bà vợ ông ta thì chưa biết như thế nào, không biết là phải là bà ta giải ra cô bé đó hay không, hay hoặc là bà ta đã bị quỷ chúa thiên ma nhà thịt rồi. Thì ok, thì vấn đề đó mình sẽ cố gắng tìm hiểu sau. Thì trước hết là đưa ông nội đi thoát đã. Ông nội đi lần thứ hai rồi, lần thứ hai rồi mà ổng mà còn xuất hiện nữa là mình sẽ tiêu diệt ổng luôn chứ không đưa thoát nữa cả nhà. Thì ok thôi cả nhà. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cúng kiến cho mọi gì ạ? Đâu có mưa đâu mà nhiều nước tùm lum như vậy. Gió mà cây nhiễm nước hơn mưa đó cả nhà. Nè, cho ông này ăn bánh xốp. Bài hết quá. Nữa hả? Dụ. Gió quá gió. Cái thằng cạn khói là mà cũng không chịu cháy nữa ha, cạn gió luôn. Ui cái quẻ bọc. Wow. Muốn bài đâu bài thì quá trời. Gió thì ghê không? Đó. Ok. Bây giờ đã cúng kiến xong. Rồi để xem cái được. Xem cái trọng dụng ăn điện thường. Không ăn không được nữa. À. Trước khi ra bên ngoài cái nhà mình cũng chia sẻ với đề cái này cái nhà cho mình nghe là cái nhà nghe. Thì cái này thì nói chung đó là mình hiện tại giờ đang quay phim bằng cái điện thoại đó, nên sẽ đó lúc lẽ mình quay rất là lắc đó mọi người,
Nó thì hiện tại giờ mình định là mua một cái camera mới để hỗ trợ vấn đề chống rung cho cái nhà mình xem để chống mặt đó. Nhưng mà cái camera này nó hơi đắt xíu, nhưng mình cũng có một khoản rồi. Thì mình cũng thiếu một khoản cái camera này nó có nó 10 triệu nhưng mà mình đã có 5 triệu rồi. Nhưng mà mình muốn nhờ cái nhà yêu quý mỗi anh chị ủng hộ cho mình một ít đó, để mình có đủ cái kinh phí để mua cái camera đó cả nhà. Thì khi mà đủ tiền mình mua được cái camera đó thì mình quay cái nhà mình xem sẽ không được, không bị lắc, không rung lắc nữa nó, và rất là nét đó. Được cái điều đó thì mình rất là mừng, tại vì cái thiết bị quay của mình nó sơ đơn xài lắm, nó sơ xài lắm, nó không có được nói chung là nó không có được tốt, nên đôi khi cái nhà mình xem nó bị rung lắc, bị nhòe, bị mờ, nó rất là nhiều đó, thì ảnh hưởng đến cái việc xem của nhà mình ha. Thì ok, thì đây là một vấn đề mình chia sẻ thôi. Cô chú anh chị nào yêu quý thì có thể giúp đỡ chia sẻ ủng hộ mình, còn cô chú anh chị nào mà không có điều kiện hoặc thế nào đó thì thôi, tại vì mình cũng hy vọng là được cả nhà yêu quý để tài trợ để giúp đỡ mình. Còn ai mà không yêu quý mình thì xin xin đừng có chửi mắng gì cả. Thì đây là vấn đề mình lên, mình đang thiếu, mình kêu gọi thêm chứ không phải là mình nhờ cả nhà mình mua trọn trọn bộ ha. Thì ok, thì cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ý kiến của mình. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cho cái bông bông tai vào hưởng, sau đó mình sẽ vào đây mình giúp trong tay siêu thoát nha cả nhà. Gió quá mới người tắt cả nhà này, giờ cái đầu á. Bỏ tôi. Tôi trèo xuống mấy ngày nay không gặp bà. Kem mấy ngày nay không gặp bà. Sao giọng bệnh đổi luôn. Không biết có bị thiên ma bắt không hay là bị quỷ chú ăn thịt. Chúng ta nói có một đứa 15 tuổi, em lấy là 13 tháng. À, nó giả dạng tôi đâu có dằn ăn với bà đâu mà bà bỏ tôi đi.
nuôi dưỡng. Thật ra là cái gông của tôi. Sao rồi, được chưa? Được rồi. Vậy được. Được không? Được, cái bị lên đường. Tôi không muốn gặp mặt ông nữa nghe. Tôi mà còn mắng nữa là tôi được tiêu diệt luôn đó. Đi lần này thứ hai nghe. Dông Linh ta đi có lần một à. Đi hai lần. Nhất mà có người cứu. Vậy gì đâu. Gì đâu. Ăn bánh gì hả? Chết đói đi luôn phải không? Cả nhà thì bây giờ mình đã đưa ông nội tóc trắng cái ông đầu đen tóc dài mình trắng đi rồi vậy. Thì cái vấn đề mình nói với cả nhà mình đó. Sao mày đưa ông đi rồi? Cái gì vậy? Ông đi rồi, bây giờ bà đi luôn đi. Mà sẵn mà ngồi đây tôi đi luôn. Không, tao sẽ về. Mét với ba giờ ơi. Mét cái gì mà mét. Kìa, kìa. Ừ. Ủa mày nãy giờ mày đi đâu mà chồng mày ở đây một mình? Ông ta tưởng mày đi làm nhiệm vụ cho bà dường ta đâu. Ông ta tưởng nó bà đi bị quỷ dương ăn thịt rồi, ông ta đi thoát luôn. Thằng gom hả? Gom bà làm gì mà nó ốm như vậy rồi nó đi xe thoát luôn rồi. Nói tôi nhắn tôi lận câu với bà vậy nè, nó ở với bà chán quá rồi. Tại vì bà làm bà dành ăn của nó hết trơn, nó ốm nhô ốm nhách rồi bà ốm nu ốm nặng à. Anh ơi, anh ơi.
Bây giờ thôi, giờ tôi đưa bà gặp ổng chịu không? Không. Tôi đưa đi gặp ổng. Trả chồng như tao đi. Sao trả được, đi thoát rồi sao trả được? Mày lên chợ mày kiếm đi. Kiếm cái đầu mày. Bây giờ bà đi không? Bà đi, tôi đưa bà đi. Không, mày trả chồng cho tao đi. Chồng bà đã lãnh hội được cái vấn đề là sống là làm kiếp ma quỷ là khổ sở rồi. Nên ông ta mới quyết định là đi siêu thoát. Đúng không? Mà bây giờ bà cản ổng sao được. Đã, tuy là bà với ổng là vợ chồng, nhưng mà vong linh á, một khi đã mất rồi á, thì ai cũng có muốn được siêu thoát hết trơn á. Bà không muốn đi siêu thoát thì kệ bà đi. Ông tao đi siêu thoát để cho ông đi. Bà cản cái gì? Bà trả ảnh cho tao đi. Bà khóc con mẹ gì? Hả? Trong khi đó bà cản ổng không cho ổng đi siêu thoát. Bà đang làm khổ ổng mà bà khóc con mẹ gì? Bây giờ bà muốn đi thì tôi đưa bà đi, còn bà không muốn đi thì bà cút. Bà sẽ báo hụ mày. Nhiều ma quỷ mà kêu báo hụ lắm á. Trước giờ bà kêu mày dừng kéo thì em đứng đây bước mày cho giết mày luôn. Ê, mày đừng cho ác mày thì kéo đi, đàn em thấy ghê vậy mày. Kéo hết những cái hang về nhà mày còn bốn bài gì, kéo hết hang nhà tao luôn hả? Giết mày luôn, chết tao rồi chứ này rồi. Không ấy bây giờ hết luôn. Không ấy bây giờ mày mày đừng có nói được không? Vì mày trả chồng tao đây anh ơi. Ông gồm ơi, ông gồm, ông đi tới đâu ông gồm, ông đảo là được không? Ông gồm ông nó giết tôi, ông gồm. Ô kéo được em xuống, giết mày nè. Đáng lẽ tao giúp chồng đi thoát, mày phải mang ơn tao chứ mày. Mày ơn cái gì, ai mượn mày đâu. Ê mày, ổng tự nguyện đi nha mày. Tao ép ổng cái gì? Vậy sao mày cho ổng đi chi? Tại ổng muốn đi thì cho ổng đi. Anh ơi, giờ bà đi, tôi đưa bà đi luôn. Dòm. Bây giờ tao báo cho bà Dương biết. Mạnh quá mày cũng báo cho mày, báo đi. Mẹ đây, tao quýnh mày đó. Mày đây đi, bây giờ không muốn không? Ừ, chấp mày mét luôn. Mày quýt chưa? À, giúp cho chồng đi siêu thoát mà còn cự mình nữa ta. Ngộ thiệt ta. Ngộ thiệt. Ok nha, thì mình cũng chưa biết như thế nào nữa. Con mụ này nói là sẽ báo cho bà Dương kéo cái dòng họ xuống luôn. Kéo cái hang cái động xuống để giết mình. Ok. Thì giờ không biết sao nữa, giờ tính sao. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video rất nhiều. Chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe cho này, phúc nghe cả nhà. Bye bye cả nhà.